Quận Ninh Kiều vừa thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra việc thực hiện các phương án kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh của các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận có nhiều thực khách ăn uống không thực hiện quy tắc 5K. Cơ sở kinh doanh có bố trí mã QR, nhưng nhân viên và khách hàng đều không quét mã theo đúng yêu cầu. Số lượng bàn ghế bố trí vẫn chưa đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo quận Ninh Kiều đã nhắc nhở và lập biên bản xử phạt quán ăn Đồng Xanh 2, phường Xuân Khánh và quán Alo Zoo 100, phường An Khánh về các lỗi vi phạm không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng.